sao? Ủa, im coi. La nữa tôi đánh bây giờ chứ. Vậy sao? Chạy cái kiểu gì mà tay chân vậy trơn, ma đuổi mày hả? Có đâu. Em đi đứng đàng hoàng lắm á, bị chật chân rồi té chứ. Hay à, à, đau quá. Bớt la đi, tôi đang thắt nơ mà la hoài. Chửi thắt nơ. Đó đẹp chưa? Trời. Trời ơi, chân của em có bị đau khớp không chị? Đau khớp rồi sao em đi đánh bi già đây? Để tao chặt luôn cái chân mày luôn đi cho khỏi đi. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Nhớ uống thuốc đó nha. Dạ. Coi coi. Ý. Đẹp không? Đẹp. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Tự nhiên mua quà tặng chị chứ không biết nữa. Dễ thương hết sức à. Ủa nhưng mà sinh nhật qua 1 tháng rồi mà. Ờ quá rồi. Sinh nhật âm lịch. Đúng rồi. Trời ơi. Dễ thương hết sức nè. Nè nói chung là cái dòng này không xuất sắc lắm à, thẩm mỹ hơi kém. Lần sau có gì nói chị tư vấn cho nha. Rồi nè. Nói đi. Trưa nay ăn gì? Nấu cho. Ăn cái gì? Canh chua cá hú đi. Cá hú hả? Thôi tao thêm cá lóc à. Tao mua cá lóc cho. Canh chua cá lóc nghe. Là